Được tin đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị về địa phương khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân. Bà Trương Thị Ban, dân tộc Dao, ở xã Đà Vị, huyện Na Hang đã vượt gần 10 km để đến điểm khám, được các bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc. Hôm nay được đi khám thì bà cũng cảm thấy vui lắm. Có cấp trên quan tâm đến bà thì bà về được về khám sức khỏe thế này thì bà cũng thấy sướng vui. Và mong muốn là khám thì có bệnh gì thì được thuốc thang về chữa thì bà được thọ được lâu năm nữa. Ông Vì Thái Tỏ, 80 tuổi, là một trong các gia đình nạn nhân chất độc da cam nặng nhất của xã Đà Vị. Được tin đoàn quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, ông dậy từ rất sớm để đến khám bệnh. Và tôi muốn được tổ chức quân đội và chính quyền để giúp đỡ cho bản thân gia đình tôi. Vì gia đình tôi là một gia đình có chất độc da cam nặng nhất trong toàn huyện. Tham gia đoàn công tác lần này có cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội đồng Hương tỉnh Tuyên Quang ở phía Nam, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Phòng Khám Mắt ITSC tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, trao 1.000 suất quà tặng các đối tượng chính sách, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tặng xe đạp, trao 30 suất quà, sách vở, đồ dùng học tập, tặng các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại xã Đà Vị, huyện Na Hang, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương. Chương trình thực hiện này là với đối với bà con nhân dân các dân tộc của xã Đà Vị là rất là cần thiết. Đấy, bởi vì là cái vấn đề này là về cái đối với địa phương là cũng ở xa trung tâm huyện lỵ, đấy về cách thành phố là cũng gần 150 cây, đấy đi lại là cái chương trình khám chữa thì nhiều khi cũng không được kịp thời. Đấy, đối với cái vấn đề ở, do cái điều kiện là ở vùng sâu vùng xa là bà con cũng là chủ yếu là người dân tộc. Chuyến công tác lần này của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị cá nhân đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, tăng cường đoàn kết quân dân, tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đây là việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy tỉnh Tuyên Quang. Hàng năm thì chúng tôi phối hợp với tổ chức cộng đồng cùng với các nhà tài trợ thường xuyên đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng vào dân tộc địa phương. Và đây có thể nói là khám bệnh ở rất là lớn, rất là nhất. Bà con cảm nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước, bà con ở vùng sâu, vùng xa. Cái thứ hai nữa là những bộ đội nhân dân thì góp phần là cùng với tỉnh đoàn kết quân dân và qua công tác khám chữa bệnh cộng đồng và tuyên truyền cho bà con về phòng bệnh. Hoạt động ý nghĩa nói trên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với các gia đình chính sách, người cao tuổi, các cháu học sinh nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống nhân dân, bồi đắp niềm tin cho các tầng lớp nhân dân là đồng bào các dân tộc với đảng, lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương. Góp phần xây dựng thế trận lòng dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Tổ quốc.